Ba bỏ theo người khác, anh trai lại mất vô một tai nạn giao thông. Mẹ lại lâm bệnh nặng. Cuộc sống trớ trêu đã đẩy em vào xã hội mưu sinh kiếm tiền khi mới vừa tròn 14 tuổi. 14 tuổi, nhưng Hóa đã gần 6 năm đẩy đứa cháu của mình trên chiếc xe tự chế, lang thang bán vé số kiếm sống. Để trang trải thêm thì ngoài đứa cháu 3 tuổi kia, Hóa phải kèm theo một sọt hộp dịch để đắp đổi cuộc sống qua ngày. Nhiều lần cứ tưởng mình sẽ gục ngã với cuộc sống xô bồ, nhưng nghĩ về mẹ, về cháu của mình, mà em không cho bản thân mình bỏ cuộc, mặc dù tuổi đời còn khá trẻ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu với cô bác quý anh chị một hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Đó là em Hóa. Năm nay thì em chỉ vừa tròn 15 tuổi thôi, nhưng mà em có gần 5-6 năm phải đẩy cháu của mình dọc đường bán vé số để mưu sinh, nuôi mẹ, nuôi cháu. Và cái tình cảnh của em thì được mọi người dân ở đây người ta giới thiệu rằng thì nên giúp đỡ cho bé có một cái điều kiện sống tốt hơn. Và để hiểu rõ thêm về cuộc sống của bé thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị nghe em Hóa tâm sự về cái cuộc đời của mình đẩy xe, đẩy cháu trên xe để mà đi bán vé số là như thế nào ha. Con tên gì? Nguyễn Thanh Hóa. Nguyễn Thanh Hóa, cho chú đeo cái mic vô cái ha. Hóa là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ con năm nay 14 thôi. 14 tuổi. Dạ. Có đi không có đi học sao mà đi để em bé thấy đi bán hộp dịch thì dạ, vậy? Dạ con không có đi học. Ngồi đi, ngồi xuống đi Hóa. Đây là em ruột của con. Dạ cháu ruột. Dạ. Hóa năm nay 14 tuổi. Dạ. Con bán vé số được bao nhiêu năm rồi? Dạ cũng được 6-7 năm rồi. 6-7 năm rồi. Con không có đi học. Dạ. Con học đến lớp mấy thì con nghỉ? Dạ học đến lớp 3. Đến lớp 3 là con nghỉ. Dạ. Vì sao lại nghỉ học sớm vậy Hóa? Dạ con thấy mẹ con có hoàn cảnh khó khăn cho nên bắt buộc con phải nghỉ. Con có thể đọc chữ đâu được hết không? Dạ được. Một. Hiện tại bây giờ con đang sống với ai? Dạ hiện tại con đang sống với mẹ. Với cháu. Với cháu này đấy hả? Dạ. Vì sao con phải đẩy cháu đi bán vé số như thế này? Dạ vì đó là con không có ai coi giữ giùm. Tại vì mẹ con thì cứ bị bệnh hoài à. Bắt buộc là con phải chở đi theo từng ngày. Con nói là sao? Dạ không hay coi giữ giùm được chú. Cháu là cháu sao với con? Dạ cháu ruột của anh chị hai. Nhà con có mấy anh em? Dạ con có hai anh em. Anh lớn con thì trong lúc đang đi mua sữa cho thằng bé bị tai nạn giao thông. Rồi chị dâu đem về đến mà xong 2-4 bữa cái chị dâu thì bỏ luôn. Chị đó. Dâu là ở đâu? Dạ con không có biết nhiều thông tin. Anh ruột của con là bị tai nạn giao thông mất dạ, luôn. Dạ mất luôn. Lúc mà năm bao nhiêu tuổi con nhớ không? Dạ con đoán chừng 25-26 à. Cách đây cũng 3 năm rồi. Cách đây cũng 3 năm rồi. Là bỏ lại cháu cho con nuôi. Dạ. Vậy là con ngày đi bán vé số bao nhiêu tờ? Dạ 120 vé tại bán đẩy từ đây lên chợ rồi muốn là từ Mương Mai Chánh đẩy lên chợ rồi muốn là cũng gần hết rồi. Cũng đẩy về. Đẩy về dọc đường cũng hết luôn. Cháu là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 4 tuổi rồi. 4 tuổi là con nuôi là ba lúc nhỏ xíu luôn. Dạ. Là con cứ đẩy đi suốt mấy năm nay là cháu đi theo con hả? Dạ. Mẹ con ở nhà dưỡng bệnh đó chứ. Mẹ con bệnh gì? Dạ con nghe mẹ con kể lại rằng là mẹ con bị bệnh u nang u sơ với ung thư. Với dòng kinh nữa. Với mẹ con có cái gì ở bên trái bắp đùi á. Đi bị teo lỡ rồi mẹ con đi tới đâu là đi xa một xíu là nó nhức à. Mẹ con đi không có nổi, bắt buộc là mẹ con phải nghỉ ở nhà. Rồi ba con? Con thì không có ba. Ba con hồi đó năm 2017 á, ba con đi theo vợ nhỏ. Biệt trích luôn.
2017 ba con đi theo vợ nhỏ là đến nay là 2023 rồi. Dạ. Là 6-7 năm rồi. Dạ. Là bỏ mẹ con với mẹ con. Là dạ. Lúc đó là anh con còn sống không? Dạ còn sống. Nâng nuôi nấng con từ nhỏ. Cái anh hai con nó đi đám cưới xong rồi á, bỏ lại thằng nhỏ này nè. Ừ. Bắt mà một mình con nuôi. Ừ. Chị dâu thì cũng bỏ luôn. Chị dâu có điện về cho mẹ không? Hồi đó là mới bỏ là lâu đi vòng về, đi lâu vòng về á, coi tình hình sao. Rồi từ đó về sau cái đám cưới với người ta rồi á là không có vòng về, đi luôn, không có vòng về thăm cháu. Vậy là có gia đình mới rồi. Dạ. Không có vòng về thăm cháu. Dạ. Cháu của con tên gì? Dạ, tên Trọng. Tên gì? Nguyễn Thanh Trọng. Trọng, 4 tuổi rồi. Rồi bán 120 tờ vé số, sáng nay bán hết chưa? Dạ, chưa. Con còn được nhiêu tờ nữa? Chưa đếm nữa hả? Rồi ăn uống làm sao? Ăn uống thì ta cho gì ăn đó. Chứ không có mua hả? Dạ, tại vì tiền ta thương con nhiều lắm. Cho nên cũng cho con ăn gì, có gì ăn đó. Ừ. Là 120 ngàn đó là tiền còn y nguyên. Dạ, còn tiền y nguyên thì đem về cho mẹ. Đem về cho mẹ thì mỗi ngày chi phí sử dụng cho gia đình mình là bao nhiêu tiền? Dạ, cũng có 100 ngàn. Tại vì gạo thấp thì ta cho. Rồi mua đồ ăn thì chỉ có mấy chục ngàn à. Cũng đủ tiền rồi. Còn nhiêu là để dành tiền cho mẹ đi khám bệnh. Con đi đứng tới lui dễ hả? Dễ nhưng mà không có đi xa được. Dạ. Con chỉ ở nhà thôi. Dạ, nằm ở nhà vậy thôi chứ không có đi tới lui được. À, chú đi dọc cái tuyến đường này nè, hỏi người ta là một cậu bé nhỏ tên Hóa là đi bán vé số là đẩy với một cái đứa bé khác nữa thì ai cũng biết hết á. Dạ. Thì con bán đường này là 6-7 năm rồi. Và cái chiếc xe như thế này con mới bán từ có mấy tháng à. Còn bao nhiêu là con đẩy đường Hồng Ngự. À, mới mấy tháng ở đây thôi, còn nhiêu là con đẩy đường Hồng Ngự. Dạ. Rồi cái chiếc xe như thế này nè là ai thiết kế cho con? Dạ, bên Hồng Ngự đã thiết kế rồi. Đã thiết kế cho con? Dạ, hồi đó là con chạy xe đạp. Ừ. Mà con chạy xe đạp có cái yên ở đằng sau á. Hồi đó là chưa có cái ghế, nó ngồi đằng sau nó ngủ gật ở trên cái yên ở ngoài. À. Cái người ta cũng phải tạo nghiệp, người ta cho cái ghế. Cho ghế xong rồi á, cái bên kia người ta cũng cho con chiếc xe đẩy, người ta hàng đủ thứ cho con hết trơn. Chỉ về nhà kiếm lấy cái bao hoặc miếng vải chằng lên. Ừ. Để che mưa che nắng. Mình phải nghỉ học đi bán vé số. Dạ. Nuôi mẹ và nuôi cháu. Dạ. Thì đối với con nó có khó khăn gì lắm không? Dạ có. Khó khăn rất nhiều luôn. Ừ, con kể cho mấy chú nghe với. Bán khó khăn thứ nhất đó là sợ nhỏ. Đó con sợ nhỏ nó chạy ra ngoài đường á, trong lúc mà người ta đổi số á thì không để ý thì nó bị xe người ta tung. Nó bị tung hết làng rồi. Ừ. Bắt buộc nghỉ 2-4 ngày chờ. Ừ. Còn cô sợ nhất của cái thứ hai á là sợ mà đi bán vé số mà nó mắc mà không có tiền lò về luôn. Con bị mắc số á hả? Dạ, con mắc cũng gần 40 vé thôi chứ. Khi nào? Là mấy bữa trước rồi. Không có tiền về luôn? Dạ, mắc 40 vé thôi chứ con cũng đâu có tiền đâu. Cũng thiếu người ta. Thiếu bên đại lý. Rồi bây giờ lấy thiếu hay lấy mặt? Lấy thiếu. Cái chừng nào có tiền nhiều, cái bù đắp vô trả cho người ta bớt. Ừ. Cái sợ rồi con cũng đi đếm một dịch đó để bán chạy thêm. Con đếm hồi lúc là chưa có cái, hồi đó là con không có cái gom. Con để bể hoài à. Mẹ người ta cứ hướng dẫn cho con là lấy mấy cái áo cũ á, chèn lên để đựng cho nó bể. Con cũng nghe theo lời ta rồi con cũng không có bể nữa. Điếm bao nhiêu trứng? Dạ cũng 100 mấy trứng rồi. Một trứng điếm bao nhiêu tiền rồi bán lời được nhiêu? Dạ lời được có 2-3 ngàn chứ không tính tiền thêm. Một trứng lời được 2 ngàn không? Dạ được 2 ngàn.
Bán được 100 tấn trứng, ngày nào bán hết không hay là còn? Ngày còn, có một ngày còn nhiều á thì để ngày hôm sau bán nữa. Ai bày ra cho con cái chuyện là đi bán số, đẩy thêm đẩy học dịch vô lên bán? Dạ, con tự kiếm tiền thêm á. Ờ. Cái con cũng sắm một dịch. Là lúc đó là con lấy tiền thiếu nữa. Chừng nào bán xong cái người ta tới người ta lấy tiền rồi mình cũng đưa tiền ra. Ừ. Rồi chiếc xe như thế này nè, lỡ mưa thì sao? Mưa thì hai chú cháu chung vô ngồi. Ngồi sao đâu, ngồi cho chú với là chú Đạt xem với. Dạ, bên hông gấp rồi. Còn lâu còn thay miếng mới này sao? Đâu có đâu chú, mình để vô luôn. Cái này là con tự che luôn á ha. Dạ. Cháu nói chuyện được chưa quá? Dạ, chị nó không nói chuyện với người lạ, nó nói chuyện với người quen với mẹ con. Rồi con ngồi đâu? Cái con ngồi mé ngoài này nè. Ngồi sao đâu, ngồi cho chú mọi người xem với. Là cái cảnh mưa là con ngồi như vậy đó hả? Dạ. Mưa là con ngồi như vậy? Dạ, con ngồi chỗ này. Ờ, có kéo là gì lại không? Hay là dạ, gì là được rồi? Để vậy nó chỉ tạt bên hông với bên đây mà. Ừ. Mình canh hướng gió. Canh hướng gió mình đẩy chiếc xe xéo qua xéo lại. Dạ. Khi mà con ngồi như thế này có bao giờ con sợ rằng chiếc xe người ta chạy mưa gió tao không thấy đường, tao tông vô con không? Dạ, con sợ mỗi lần mà mưa gió là con cố gắng con đẩy tới cái trường học hay là trường trung học nào đó con đậu ở sát mé luôn. Ừ. Đậu mà tới nỗi mà cái bánh sao nó nâng lên. À. Nó nghiêng lắm chứ. Đúng rồi. Cũng khổ. Cũng khổ. Rồi ngoài sau á, là học dịch thì mưa gió thì sao? Gió thì nó không có tạt vừa lần trước mà nó tạt cái đằng sau ra. Tại vì học dịch mưa là nó bị thúi á, đúng không? Dạ. Con có đem đồ đậy theo không? Dạ, đồ đậy con canh. Cái lúc mà gần trời mưa là con có đem theo học dịch là con đẩy xe không chứ. Còn nếu mà hên đó con, nếu hên đó thì con bán hết học dịch mà vừa mưa thì con không có sợ. Ừ. Cái này ở ngoài dừng, cái này là ai, người ta cho con cái khung thôi rồi con dừng lại hay sao? Người ta chỉ cho con cái khung mà không có cái cây này nè. Hồi đó đó con lấy mấy cái sợi dây con cuộc ở đây nè. Rồi con thấy người ta hàng đồ, cái con thấy con xin chú hàng cho con mấy cái này lại để dùng cho nó gớt gài. Hàng xong đẩy hoài á. Cái lúc đó là con chỉ che cái miếng này không nè. Rồi mười ba con á, con hỏi mười ba coi có cái miếng bao nào không cho con xin. Mười ba cũng cho con cái miếng bao này nè, đi dựng lên. Cái xuống mũi của hóa nó cao ghê luôn á. Mỗi một ngày hai anh em con là đi đoạn đường là dài bao nhiêu km biết không? Dạ, từ cái cầu này đẩy thẳng lên bên kia tới cái khu dân cư ở trong kia cái chồng về. Cũng rằng để hoài rồi viết rồi người ta quen rồi. Người ta quen. Dạ. Cái mỗi lần con bán là con bán mối không hả? Bán gì? Mối hả? Dạ mối, người ta đi ngang ta biết rồi, con bán một việc hay là viết số là ta chạy ra ta hỏi con rồi. À. Có khi nào người ta hỏi về cái hoàn cảnh gia đình của mình đó? Dạ, thì con có. Tự khóc không? Dạ có, con khóc. Con buồn. Con buồn nhất là gì, về cái vấn đề gì? Dạ, con sợ buồn nhất đó là mất mẹ. Mất mẹ. Ngoài ra thì cái việc mẹ hiện nay thì mình cố gắng mình lo sức khỏe cho mẹ đó. Dạ. Thì hiện nay là con lo lắng nhất là điều gì nữa? Lo lắng nhất đó là sợ gia đình mình không có bên cạnh. Không có bên cạnh? Dạ, mà mình cũng phải gỡ là nhà mình cũng phải bắt buộc vô trong trẻ mồ côi ở. Là sao? Là vô trong trại mồ côi ở chứ. Con sợ con vô trại mồ côi ở hả? Dạ. Con lớn rồi con tự lo động được mà vô trại mồ côi gì? Cái này là nhà nước không quy định. Nhà nước người ta quy định hả? Dạ. Không có đâu, con lao động được thì con ở nhà con có thể chăm sóc. Tại con vô trại mồ côi thì con bỏ cháu của con sao? Người ta kêu mẹ con nói là mẹ con cũng cố gắng nữa. Mẹ con cố gắng để dụ mình để nuôi hai chú cháu. Mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 48 rồi. Mẹ có chồng mới không hay là sống hồi đó giờ vậy với nữa với con đó? Dạ, mẹ con chưa có chồng mới. Ừ.
Con có khi nào sợ mẹ mình lấy chồng mới rồi đi theo chồng mới bỏ mình không? Có. Có hả? Con có thường nói với mẹ điều gì không? Quá, cả quá. Mẹ ơi, đừng có lấy chồng nữa. Để hai mẹ con mình sống yên ổn cuộc đời. Lấy chồng chi cho cực, nặng nhọc thêm nữa. Mẹ con của hồi đó giờ không có lấy chồng nữa. Mẹ con nói là thôi mẹ lấy chồng để có một người mà có thể phụ con chăm sóc gia đình của mình. Con nói vậy, mẹ con nói vậy con sẽ nói sao? Dạ không. Mẹ cũng biết mẹ cũng không có lấy chồng mới nữa. Ừ. Mẹ con đang bệnh như thế thì hiện tại bây giờ có đang điều trị không? Dạ cũng đang điều trị, người ta chỉ lúc này lúc kia mà uống hoài cũng không hết. Con một mình con là con phải nuôi mẹ và nuôi cháu luôn. Dạ. Con là cậu ruột. Thì một cái tuổi rất là nhỏ mà gánh nặng như thế á, thì có khi nào mình cảm thấy mình quá mệt mỏi không quá? Dạ. Có. Nó mệt rồi, nhiều luôn. Cái lúc mà mình đi á, cứ mình sợ không? Mình sợ rồi mình đang đi giữa đường á, cái mình mệt trong người, cái mình đẩy về không nổi, rồi tới trưa để cho người nhà kiếm hoài. Người nhà kiếm cũng cực nữa. Con đi có đem điện thoại gì theo không? Hồi đó là con có đem, con đẩy sao nó rớt mất không? Không có tiền mua lại. Dạ, không có tiền mua lại. Một ngày nào đó mà con không có khỏe, con bị bệnh á, con không lao động được thì nhà mình ăn cơm với gì? Dạ, con thì cũng lâu lâu chừa tiền ở. Con người ta đem hộp vịt qua thì mình lấy một trứng hay trứng gì trong hộp vịt đó mình ăn đỡ. Chứ không có dám mua đồ ăn. Còn gạo thì sao? Còn gạo thì người ta cho. À, người ta cho gạo cho mình ha? Dạ, dùng vòng vòng ở đó ta cho gạo rất nhiều. Sao ta cho gạo nhiều lắm, mình chỉ lo đồ ăn thôi. Dạ, chỉ lo đồ ăn thức uống thôi. Bằng tuổi con là 14 tuổi đúng không? Dạ. Là năm nay con học lớp 7. Thì bình thường con thấy tất cả các bạn mình đi học á, thì người ta được ba mẹ đưa đón đi học, hoặc là người ta được mặc đồ mới. Hè này nè, người ta được cho ba mẹ cho đi du lịch. Trong khi đó tuổi trẻ của con phải mưu sinh kiếm sống thay mẹ mình và nuôi cháu mình. Con có bao giờ con đi ngang cái trường học mà con lủi thủi, con cảm thấy con chạnh lòng không? Dạ có. Ừ. Con đi rất nhiều trường rồi. Ừ. Con đi cũng rất là nhiều trường rồi mà mấy thầy đó gặp con là quắt số vô để mua tiếp con vài ba bốn chục tờ. Để cho con khỏi buồn. Mấy thầy đó ở đó cũng cho con tiền nữa mà con có lấy. Rồi mấy thầy có hỏi con muốn đi học không? Dạ con thầy cũng có, nhưng mà con không nói là con không có đi học được. Tại vì mỗi lần mà con đi học đó là con không ai nuôi mẹ. Rồi không lẽ con nghĩ rằng mình sẽ đi bán vé số như thế này đến lớn để mình nuôi mẹ luôn hay sao? Dạ. Con có dự định là thay đổi cái tương lai của mình gì không? Mẹ con nói là nếu mà có căn nhà nhỏ nhỏ mà có tiền á, là mẹ con sẽ mua cho con một cái để cho con đi học. Chậu con. Để cho con đi học. Để cho con đi học mỗi ngày á. Khi mà hết lớp 3, cái việc mà nghỉ học của con là con tự nghỉ học hay là mẹ kêu con nghỉ học? Dạ con tự nghỉ chứ con đâu có dám nói với mẹ là con nghỉ đâu. Đó chừng nào mà thầy điện thầy nói đó, xong mà mấy má nó nghỉ ngoài như cô, mẹ con mới hay. Mẹ con đâu có biết là mấy bữa giờ con nghỉ con để con đi bán số. Con nghĩ con giấu mẹ đi bán vé số hả? Dạ, cái chừng nào mà mẹ hay rồi á, cái mẹ buồn quá, cái mẹ ra đây mẹ ở. Ra đâu? Ra nhà mượn ba con á. À. Là lúc đó là không có nhà. Ừ. Là bị người ta đuổi là mẹ con ra đây ở. Con thuyết phục làm sao để mà mẹ có thể đến thời điểm giờ cho con đi bán vé số? Con năn nỉ mẹ thôi, mẹ ơi để cho con đi bán số thôi mẹ. Chứ mẹ nằm ở nhà hoài không có ai nuôi. Để thôi một thân một mẹ cũng đâu có nuôi nổi người con đâu. Con hồi đó giờ con bán con cũng nuôi mẹ như lắm. Tại sao khi mà con nói chuyện với các chú á, chú thấy con muốn gơ lệ á? Con nhớ. Hả? Con nhớ mẹ nằm
nhớ mẹ con nằm ở nhà. Nếu như cho con được một điều ước thì con sẽ ước gì? Con ước có một phiến đất nhỏ nhỏ với một căn nhà nhỏ nhỏ để dành cho hai mẹ con ở, để cho con ở yên tĩnh, để mà ăn đi học, để cho mẹ con được bao nhiêu sức khỏe. Sức khỏe người là tốt, mà ăn cũng có công việc khó khăn nữa. Hiện nay con đi bán là mẹ đang ở nhà hay sao? Dạ, mẹ đang ở nhà điều trị bệnh. Ai nấu cơm? Dạ. Ai nấu cơm anh? Dạ, mẹ con nấu xong rồi ở để ở nhà. Trước giờ mẹ con nói đó, chừng nào mà có về mà không thấy mẹ, con ngồi ở nhà đi rồi chưa mẹ về, mẹ đi khám điều trị bệnh. Bữa trưa là mẹ con là kiếm xe đi khám bệnh điều trị. Bữa cơm từ trước đến giờ, từ ngày mà anh con không may qua đời á, thì bữa cơm ngon nhất là ăn với gì? Bữa cơm ngon nhất là mẹ được mua, mẹ có tiền người ta cho mẹ một miếng gà để ăn á. Gà hả? Dạ. Hồi đó con với anh hai thích ăn gà lắm. Anh hai mất rồi con cũng sợ, mẹ con cũng biết anh hai cũng thích ăn gà, mẹ con cũng cúng gà cho anh hai ăn nữa. Vậy hả? Con đi bán như thế một ngày 120 với lại hộp dịch nữa là tổng cộng một ngày con lời được 150 không? Dạ, dạ lời được có một chục là lời được có 2000, mà 100 chiếc lời được ha. Lời được 100 trứng là 200 ngàn á. 100 trứng lời được chừng có 20-40 ngàn à. Lời có mấy trăm đồng trứng à, hiểu không? Vài trăm đồng một trứng thôi. 200 đồng trứng à. Dạ. À, nãy con nói 2 ngàn. Trên trứng ngọc dịch sao lời 2 ngàn được, không lẽ bán trứng 4 ngàn. Thì về con đưa mẹ con ví dụ một ngày được 100 ly thì ăn uống nha, gia đình mẹ con mua là một ngày 50 không? Dạ được, 50 ạ. Thì cũng có gà, 50 là cũng có mua gà ăn được rồi. Dạ. Còn mà gà là không có ăn thường xuyên. Mà mẹ con cũng thích ăn chay, mẹ con lâu lâu là mua đồ ăn chay về á, mua tàu hũ rồi xào ăn thôi. Hiện nay là con với mẹ ở trên đất đậu của ta hay sao? Dạ, đất đậu của nhà nước. Của nhà nước hả? Dạ, nhà nước xuống đủ qua nhà con cũng. Mẹ con cũng làm đều ở luôn. Nhưng mà trước giờ không có nhà luôn. Dạ, trước vậy thì giờ... ở đâu? Trước giờ ở đâu? Trước giờ ở hồi đó đó là ở trong kinh thống nhất á. Ừ. Cái cũng cái cụm á, người ta cũng tới, người ta đuổi rồi. Ừ. Đi. Ừ. Cái làn sao này á, rồi cắt chợ ở ba con kêu là cắt cái trại ở sau nhà, ở sau cái trại dây chai của mợ ba đi. Mẹ con cũng cắt luôn. Vừa cắt xong nhà nước vừa xuống tới ta vừa đuổi. Đuổi ba lần mà mẹ con cũng đâu có chịu đi đâu. Người ta kêu ở đó đi rồi có gì á, rồi nhà nước ta xuống ta chỉ đắp cho cắt. Mà lâu lắm rồi nhà nước không có xuống, ta chỉ cắt để cho cắt luôn. Hiện nhiên nay con còn bao nhiêu tờ giấy số quá? Dạ, không chưa. Con đếm nữa rồi. Con ra ngoài đi, ra ngoài cho mấy. Con cháu qua tổng cho thoải mái. Này giống như căn nhà di động vậy á. Trời mưa thì hai chú cháu lủi thủi vô xe để trốn. Cái cặp này mua lâu chưa? Dạ, cũng ta cho luôn chứ đâu có mua đâu chú. Cặp này ta cho hả? Dạ. Tiền để đâu? Tiền để ngăn này nè. À. Đưa đưa cho cậu coi. Rồi tiền hộp dịch để ngăn ngoài. Ừ. Thêm 17 tờ.
47. Nay 47 tờ. Nay 17 tờ. À, tính chung là 47 luôn chứ. Thứ luôn 47. Hai thứ luôn là 47 tờ. Dạ. Là cái này là bao nhiêu? Bao nhiêu tờ? Dạ chứ 30. Này chắc 30 quá. Đếm lại coi, đếm lại hết rồi. Này 17. 1 2 3 4 5 31 với 17 là 48. Dạ. Đúng không? Dạ. Con có muốn về sớm không? Dạ muốn. Bán hết vé số này con sẽ đẩy về luôn hay sao? Dạ đẩy về luôn. Đẩy về luôn. Dạ. Rồi bây giờ chú sẽ mua ủng hộ con hết luôn. Dạ. Rồi sau đó con về rồi chiều chiều chú với lại chú Đạt ghé lại nhà con chịu không? Dạ được. Nói với mẹ ở nhà, chú với chú Đạt sẽ thăm nhà mình. Dạ. 47 tờ, 48 tờ là 480.000 đúng không? Dạ. Nè chú gửi con. Này chú mua hết vé số cho con, khỏi thối chú ha. Rồi bây giờ hai anh em đi về sớm đi. Rồi chiều chiều chú sẽ ghé lại ha. Chiều phải chừng 6-7 giờ chú ghé. Sao vậy? Tại vì mẹ con cũng lu bu công chuyện á. Chú xe chiều nay mẹ ghé sớm được không? Dạ ghé chừng 5 giờ mấy thôi. Chừng 5 giờ mấy chú ghé. Còn không là 4 giờ rưỡi á. Nói mẹ là khoảng 4 giờ đi. Sớm 3, dạ, 2, 3 giờ được không? 3 giờ được không? Dạ không. Mẹ con bận công việc à. Mẹ con làm gì quá? Mẹ con á là đi điều trị bệnh á là khoảng chừng 5, 4 giờ rưỡi mẹ con về. À đi điều trị bệnh ha. Dạ. Vậy là nói mẹ 4 giờ rưỡi chú với chú Đạt ghé. Dạ. Ha, ghé thăm nhà của mình. Dạ. Rồi bây giờ con chuẩn bị đẩy về. Bây giờ nếu như mà trưa khoảng hơn 11 giờ chú với chú Đạt ghé thăm nhà con còn gặp con trước được không? Dạ được. Vậy con ở nhà ha. Dạ. Chú với chú Đạt ghé thăm nhà con trước, gặp con trước ở tại nhà của mình. Dạ. Ừ. Thì bây giờ đói bụng chưa? Dạ, hơn người ta cho con tô. Người ta cho con hủ tiếu rồi. Ừ. Người ta cho con tô hủ tiếu ăn đỡ. Chiều mấy giờ mới ăn cơm? Chiều con về là con ăn cơm chắc nữa. Ừ. Chút xíu là con về khoảng 12 giờ không? Lâu lắm chứ. Tại vì con đẩy cũng gần. Bán là ra về ha. Dạ. Học dịch nữa. Rồi vậy con đi chở con về nha. Dạ. Rồi vậy đi hả con. Rồi giờ buổi họ xin chào cô bác quý chị. Hẹn gặp lại cô bác quý chị ở chuỗi video clip sau ha. Dạ.